Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn quy trình nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu rác thải môi trường tại tòa nhà. Rất mong được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Vào cuối tháng, dựa vào bản ký xác nhận giờ ra vào và tình trạng chất lượng dịch vụ thu gom rác, giám sát dịch vụ tại tòa nhà tiến hành lập biên bản nghiệm thu, đánh giá công việc thực hiện trong tháng. Sau khi hai bên đồng ý nghiệm thu công việc và thanh toán chi phí trong tháng, nhà thầu xuất hóa đơn và giấy đề nghị thanh toán về bộ phận kế toán để làm thanh toán cho nhà thầu. Bộ phận thanh toán đầy đủ bao gồm giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị mua sắm, biên bản nghiệm thu, hóa đơn giá trị gia tăng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.